Những mẫu xe đạp điện mới 2021 đẹp được chọn mua nhiều nhất. Bạn đang tìm kiếm những mẫu xe đạp điện đẹp được chọn mua nhiều nhất năm 2021. Và trong video này, xe điện Bibai xin giới thiệu đến bạn top 7 mẫu xe đạp điện đẹp được ưa chuộng nhất năm 2021 này nhé. Mẫu xe đạp điện Honda M8. Với mẫu xe đạp điện M8 của Honda là một dòng xe đạp sớm được chọn mua nhiều nhất trên thị trường vì bề ngoài trẻ trung không khác gì một chiếc xe tay ga sành điệu. Mẫu xe đạp điện M8 này được trang bị công suất lên đến 250W giúp xe có thể đạt đến vận tốc 50 km/h. Cùng với đó là việc sử dụng bộ bình ắc quy truyền thống 20Ah đem lại hiệu suất tối ưu nhưng vẫn tiết kiệm điện năng hiệu quả. Sàn để chân rộng, yên xe liền làm từ nệm cao su tự nhiên bọc da chống thấm nước tăng thêm vẻ hiện đại cho xe. Điểm cải tiến của mẫu xe điện M8 này đó là hệ thống cốp sau được trang bị rộng hơn. Có nắp đậy để chứa được nhiều đồ hơn. Mẫu xe đạp điện Yade 3. Mẫu xe điện Yade 3 với vẻ ngoài cá tính, bắt mắt, màu sắc trẻ trung. Chính vì thế mà từ khi mẫu xe điện Yade 3 từ khi ra mắt đã nhận được niềm tin yêu của rất bạn trẻ. Mẫu xe đạp điện đẹp Yade 3. Mẫu xe điện này có phần khung xe bằng nhựa cao cấp được phun lớp sơn tĩnh điện. Chính điều đó giúp hạn chế việc chảy xước và cũng đem lại độ bền màu cho xe cao. Việc thay thế ắc quy bằng bình lithium trong xe Yade 3 vừa tăng tuổi thọ cho xe, vừa tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường hơn. Động cơ GTI 2.0 độc quyền của xe đạp điện Yade 3 đem lại hiệu suất mạnh mẽ được đặt ở phía sau bánh xe. Xe đạp điện Yade 3 còn có thiết kế bánh xe dạng vành đúc hợp kim, lốp không xăm. Bên cạnh đó, Yade 3 còn được trang bị thêm giảm xóc giúp xe di chuyển êm ái hơn. Xe đạp điện Yade 3 có 4 màu, đỏ, đen, kỳ, trắng giúp cho bạn lựa chọn màu bạn yêu thích được dễ dàng hơn. Mẫu xe đạp điện Kép A9. Với mẫu xe điện Kép A9 đến từ thương hiệu Vega đã được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và chọn mua. Bởi với việc cho ra mắt mẫu xe điện Kép A9 thuộc phân khúc những dòng xe điện chất lượng hiện đại, thì mẫu xe đạp điện Kép A9 là sự đột phá cả về kiểu dáng cũng như công nghệ. Xe điện Kép A9 được lấy cảm hứng từ các nhân vật siêu anh hùng trong chuỗi phim Marvel nổi tiếng. Nên thật không khó hiểu khi chiếc xe đạp điện Kép A9 lại được đông đảo các bạn trẻ yêu thích nhiều tới như vậy. Mẫu xe đạp điện Kép A9 này vẫn là những thiết kế cơ bản của hãng như nhiều đèn LED hợp thành một bóng tròn đem lại hiệu quả chiếu sáng cao hơn. Phẩy chấm, khung xe làm bằng thép không gỉ dày 2mm, có vỏ nhựa bằng ABS PP cao cấp giúp Kép A9 bền màu hơn. Chắc chắn hơn, xe đạp điện Kép A9 là sự đột phá mới của dòng xe đạp điện giá rẻ với thiết kế khá nhỏ gọn. Mẫu xe điện Kép A9 lại được trang bị công suất 350W giúp đạt vận tốc tối đa là 40 km/h. Quãng đường đi được lên đến 75 km. Mẫu đạp xe điện Kép A9 đã trở thành phiên bản nâng cấp hoàn hảo với công nghệ chống thấm nước và chống bám bụi tiên tiến nhất. Mẫu xe đạp điện Sparta để cạnh tranh được với các dòng xe hiện nay, hãng Decabyte không ngừng cải tiến và cho ra đời mẫu xe đạp điện Sparta. Mẫu xe điện Sparta có thiết kế rất năng động, cá tính, trẻ trung, phù hợp với đối tượng là các bạn học sinh, sinh viên. Xe điện Sparta sở hữu công suất lên tới 600W cùng công nghệ chống nước hiện đại IP57. Không những thế, Sparta còn có IC nguyên khối được đồng bộ với động cơ cho hiệu suất mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Yên trước và yên sau xe đạp điện Sparta được bọc da nhân tạo chống thấm nước, nệm cao su tự nhiên có khả năng đàn hồi cao tạo sự thoải mái khi ngồi. Mẫu xe đạp điện DK Samurai. Mẫu xe điện DK Samurai mang đến sự tinh tế trong thiết kế và hiện đại trong tính năng. Chính điều đó đã khiến cho chiếc xe điện DK Samurai xứng danh võ sĩ đạo Nhật Bản. Gầm xe đạp điện DK Samurai được làm cao hơn hẳn so với các dòng. Điều đó hỗ trợ cho xe di chuyển được dễ dàng hơn trên mọi địa hình. Xe đạp điện DK Samurai được trang bị bộ ắc quy truyền thống 12V cùng công suất 600W đã giúp xe đi được quãng đường lên đến 60 km mà vẫn đạt vận tốc an toàn. Phần khung xe điện DK Samurai được hàn rất chắc chắn nhưng vẫn không kém, vẫn gọn nhẹ, bền bỉ. Phần đầu xe đạp điện này còn trang bị hộp để đồ và có khóa tiện lợi. Chính những điều đó nên mẫu xe điện DK Samurai được giới trẻ rất yêu thích và chọn mua nhiều trong 2021 này. Mẫu xe đạp điện gấp D6. Với mẫu xe đạp điện gấp D6, nó bỏ qua những quy chuẩn về một chiếc xe đạp điện nặng, cồng kềnh. Xe điện gấp D6 đem đến sự trải nghiệm và cái nhìn hoàn toàn khác về dòng xe đạp điện. Mẫu xe đạp điện gấp D6 này được thiết kế như một chiếc xe đạp thể thao hiện đại. Nhưng nó cũng không kém phần tiện lợi, nó đem lại sự kinh ngạc khi sử dụng. Mẫu xe điện gấp D6 có bộ pin lithium nhỏ gọn nhưng có hiệu suất cao.
pin xe điện gấp D6 được đặt trong phần khung xe, nhưng nó có thể đạt vận tốc 23 km/h. Xe đạp điện gấp D6 đi được 45 km trong một lần sạc giống như những dòng xe điện thông thường. Xe điện D6 có điểm nổi bật đó là khung xe vô cùng gọn nhẹ, linh hoạt và chắc chắn, dễ dàng mang theo mọi nơi. Mẫu xe đạp điện IMA133AM, mẫu xe điện IMA133AM cũng là một mẫu xe đạp điện đẹp và được giới trẻ khá yêu thích. Bởi xe đạp điện IMA được thiết kế nhằm phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên ngay những ngoài cao tuổi. Chính vì thế nó có kiểu dáng vô cùng nhỏ gọn và thanh lịch nhưng lại rất chắc chắn và vô cùng bền bỉ. Có một điều khiến bạn bất ngờ đó là mẫu xe điện IMA133AM này có tải trọng lên đến 180kg. Không những thế, mẫu xe điện IMA133AM này còn dễ dàng điều khiển nhờ tích hợp các công nghệ giúp xe có thể tự động hoàn toàn. Đây là mẫu xe điện không chỉ được đánh giá là đẹp mà còn có giá rẻ và phù hợp với nhiều đối tượng người sử dụng. Trên đây là video về top 7 mẫu xe đạp điện đẹp giá rẻ được đông đảo người dùng chọn năm 2021. Nếu bạn cần tư vấn hoặc muốn mua một trong những mẫu xe đạp điện đẹp giá rẻ kể trên tại nhà thì bạn có thể liên hệ ngay hotline 0796 428 555. Hoặc bạn cũng có thể qua hệ thống cửa hàng xe điện Bibuy để có được tư vấn và trải nghiệm tốt hơn nhé. Chúc các bạn chọn được mẫu xe đẹp và ưng ý nhất.